với buổi sáng ngày hôm nay là mình đi thăm lúa XT25 mình cấy bằng máy lớn nha các bạn. Thì đến thời điểm ngày hôm nay thì lúa cũng khá là đẹp rồi đó các bạn. Và về mật độ cây, tốc độ sinh trưởng, mật số thì nó cũng tạm gọi là khá ổn các bạn. Và đối với cái máy cấy của anh Thân này nữa thì cấy rất là đẹp các bạn. Và chúng ta sẽ nhẹ lại cái cong giảm giá. Và đến cái thời điểm này thì mình cái cốt lõi mà khi mình làm lúa cấy đó các bạn thì mặt bằng là quan trọng nhất. Rồi kế tiếp là mình chọn cái đơn vị mà người ta cấy cho mình nha các bạn. Thì nếu mà người ta có cái kỹ thuật, cái cách mà người ta gieo mạ và người ta chọn cái chất trồng các bạn, nghĩa là người ta phối trộn giữa các cái chất để người ta gieo cái mạ, cái giá thể lên đó, thì nếu cái người ta có kỹ thuật các bạn thì khi mà ta cấy ra ngoài đồng ruộng á thì nó khi mà ra môi trường bên ngoài thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng tác động nhiều và nó sẽ phát triển được, thì cái sự sinh trưởng nó sẽ tốt hơn. Và khi mà điều kiện đó nó thuận lợi đó các bạn thì cái sự nảy chồi nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ nhiều hơn, thì chúng ta sẽ nhẹ công chăm sóc hơn và nhẹ phân bón hơn. Còn nếu ngược lại thì tất cả các chi phí nó đều tăng theo các bạn. Thì nếu mà chúng ta không làm tốt tất cả các khâu thì chỉ có một khâu mà nó không ổn thì chúng ta sẽ tăng chi phí và nó mất lợi nhuận trong một cái vụ đó nha các bạn. Và đa phần khi mà cái lần đầu mà chúng ta mà canh tác cái áp dụng cái lúa cấy các bạn thì đa phần là chúng ta không có lãi nha các bạn, đa phần. Và đối với mình cũng vậy, là khi mà làm lúa cấy là mình đã tham khảo nghiên cứu và đi đến nhiều cái nơi mà người ta đã làm giống trước mình các bạn, thì mình cũng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và mình tham khảo tài liệu khoa học và mình cũng lựa chọn ra cái một số cái đơn vị để mà mình áp dụng để mình thuê người ta về cấy cho mình đó các bạn. Thì cuối cùng là mình chọn anh Thân ở trong kinh ngang các bạn. Vì ưu điểm của anh Thân thì anh cũng có kinh nghiệm và anh cũng có trình độ nha các bạn, và anh cũng am hiểu và anh cũng là hồi xưa anh cũng học nông học nha các bạn, cho nên là mình thấy là giữa mình với anh Thân có thể là hợp tác liên kết lâu dài được nha các bạn. Mình chọn những cái đơn vị, những cái người chủ uy tín làm, người ta có trách nhiệm, người ta chịu học hỏi, thì đó là một trong những cái sự ưu tiên mà mình chọn những cái người để mình hợp tác, mình làm về lâu về dài các bạn. Và trong những cái mô hình mà cái lúa này thì mình không chỉ dừng ở cái diện tích 10 hoặc 15 hecta mà mình sẽ tăng trưởng cái diện tích lớn trong thời gian sau này các bạn. Mình quay cho các bạn thấy là rất đẹp các bạn. Thì hiện tại trong những ngày qua đó thì cái mật số bù lạch nó cũng là khá cao nha các bạn, và mình đã bón phân. Thì hiện tại thì cái giai đoạn này thì nó bù lạch nó tấn công thì nó làm cho xe cái lá lúa lại các bạn, và nó ngã màu vàng. Và những cái lá mà nó bị tấn công trước thì nó cũng hơi ngã cái màu vàng. Nhưng mà nhiều cái nghiên cứu tài liệu khoa học cho thấy là các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu các bạn, bù lạch không làm giảm năng suất các bạn. Nhưng mà khi lúa bị bù lạch chúng ta không chăm sóc kỹ lưỡng thì nó cũng có thể là giảm, là tiền đề giảm năng suất về sau, còn bù lạch thì nó không làm giảm năng suất. Rồi, chúc hết tất cả các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe.